Chương 10. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Vả, Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách này: hãy ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống. Nhưng sự công bình đến bởi đức tin thì nói như vậy: chớ nói trong lòng ngươi rằng ai sẽ lên trời, ấy là để đem Đấng Christ xuống, hay là ai sẽ xuống vực sâu, ấy là để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên. Nhưng nói làm sao: đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giuđa và người Gờ-rét không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bằng chơn kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì Ê-sai có nói rằng, lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe. Mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Nhưng tôi hỏi, có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. Tôi lại hỏi, thế mà dân Israel chẳng biết chi hết sao? Môi-se đã nói rằng, ta sẽ dục lòng ganh tị các ngươi bởi kẻ chẳng phải là dân. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Lại Ê-sai nói cách bạo dạn rằng, những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta. Ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi han ta. Xong về dân Israel thì rằng, ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân bội nghịch và hay nói trái.